Đúng ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch, năm con giáp được lộc thần tài, không phát tài thì cũng trúng lớn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Quý vị thân mến, à theo các chuyên gia phong thủy thì ngày hôm nay, ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch là cái ngày đại cát đại hỉ dành cho các bạn. Bởi vậy, dù đang buồn phiền vì bất cứ cái chuyện gì xảy ra ấy thì quý vị cứ gạt phăng sang một bên để đón nhận những cái may mắn trời ban dành cho mình trong ngày hôm nay thì may mắn đầu tiên là về công việc trong ngày hôm nay các bạn sẽ nhận được cái sự hậu thuẫn rất lớn quý nhân sẽ xuất hiện giúp các bạn tháo gỡ mọi cái khúc mắc còn tồn động trước đó bên cạnh đó thì quý vị còn được gì may mắn về vận trình tiền bạc dù các bạn buôn bán kinh doanh trong lĩnh vực gì đi chăng nữa hay là làm công ăn lương ấy thì cũng đều có những khoản thu nhập vượt trội may mắn tiếp theo là về mặt gia đạo À, trong ngày hôm nay các bạn sẽ nhận được nhiều tin vui, quà tặng từ người thân, bạn bè ở phương xa Và Bên cạnh đó thì phương diện tình cảm của các bạn cũng sẽ Được đền đáp một cách xứng đáng đó à, Các bạn sẽ được người trong mộng báo đáp cái tình cảm Hạnh phúc ngập tràn Trong lòng thì như là nở hoa Có những cái điều may mắn trên thì các bạn đã là một trong những con giáp may mắn nhất nhì thiên hạ rồi Vậy nên Một lần nữa xin chúc mừng những con giáp May mắn có tên dưới đây à, Thưa quý vị con giáp may mắn đầu tiên trong cái ngày hôm nay, ngày mùng 7 tháng 3 lịch ngày nhâm tý, đó chính là những người tuổi sửu. Những người tuổi sửu được cục diện là tý sửu là nhị hợp, đúng không ạ? Lại thêm cục diện tam hội hợi tý sửu nó trợ lực giúp đỡ. Vậy nên nó hứa hẹn những người tuổi sửu sẽ nhận được nhiều cái sự dụ trợ giúp từ những người xung quanh. À, đó có thể là những người thân, bạn bè hoặc là những người luôn tin tưởng. Cái sự hỗ trợ của họ sẽ giúp các bạn vững vàng hơn trong cái việc gặt hái là cái thành công À bên cạnh đó chính quan cũng sẽ mang đến cho những người tuổi sửu nhiều cái ý tưởng và những cái động lực mới trong công việc có thể quý vị sẽ có cái cơ hội tận dụng cái khả năng và thể hiện cái năng lực của mình tại nơi làm việc ở à trong ngày hôm nay bên cạnh đó thì cái vận trình tình cảm của những người tuổi sửu cũng được cục diện là họ tí sửu được tam hội nó tương trợ nó giúp đỡ vậy nên vào ngày hôm nay ấy, thì tình cảm thì yên ấm mọi chuyện thì hanh thông nói chung ấy Quý vị hãy cứ tận hưởng trọn vẹn cái hạnh phúc mà mình có do được gì? Thần tài quý nhân tương trợ. Vậy nên để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi Sửu hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân, tị, dậu, Sửu để trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi xíu đó là con giáp may mắn đầu tiên à, tiếp theo con giáp may mắn thứ hai trong ngày hôm nay không ai khác đó chính là những người tuổi thân à, thưa quý vị những người tuổi thân trong ngày nhâm tý ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch được cục diện là thân tý thìn nó tương trợ nó giúp đỡ nói chung ấy nhờ cục diện tam hợp ghé thăm nên là cái chuyện buôn bán kinh doanh của những người tuổi thân cũng sẽ được hanh thông thuận lợi à, trong ngày hôm nay sẽ mở ra nhiều cái cơ hội để gặp gỡ được quý nhân Quý nhân cũng sẽ giúp cho quý vị và các bạn để mở rộng cái mối quan hệ hợp tác, tìm kiếm được những đối tác, những khách hàng mới. Và từ đó nó sẽ giúp cho công việc được hanh thông thuận lợi, tiền bạc nó cứ ùn ùn nó trẻ vào túi. Bên cạnh đó, cái cục diện tâm hợp nó cũng ghé thăm nên nó cũng sẽ giúp cho cái chuyện tình yêu của đối lứa được nở rộ trong ngày hôm nay. Nếu đối phương ở cái thời điểm hiện tại mà có nhiều cái điểm phù hợp mà các bạn tìm kiếm ấy, thì các bạn hãy mạnh dạn tiến hành để mà tìm hiểu. Bên cạnh đó, trong thời gian này cái thiên ấn nó cũng dự báo những người tuổi thân có những cơ hội tốt trong công việc. Đối với một số người có thể nhận được cái sự đảm đương một cái trách nhiệm mới nào đó, giúp các bạn khai phá được cái tiềm năng và chứng tỏ được cái năng lực của mình so với mọi người xung quanh. À, trong thời gian này thì quý vị cũng nên lưu ý một số cái vấn đề tiền nong thì cũng không nên tiết lộ cho người ngoài vì họ chỉ mang thêm cho các bạn những cái rắc rối mà thôi quý vị hãy tìm đến những cái chuyên gia thực sự để mà nhắc để mà gì để mà được tư vấn kỹ càng hơn à, thêm nữa à, quý vị cũng không nên đầu tư một cách mù quáng kẻo lại mất hết tài lộc trong ngày hôm nay vì vậy để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, những người tuổi thân hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam mộc quý nhân thân tý thìn để trợ mệnh hộ thân vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam học quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi thân, đó là con giáp may mắn thứ hai. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ ba không ai khác, đó chính là những người tuổi thìn. Ở trong ngày hôm nay, những người tuổi thìn cũng được cục diện tam hợp, nó tương trợ giúp đỡ. Vậy nên, uh, trong ngày hôm nay thì một vài kế hoạch, một vài cái dự định của những người tuổi thìn cũng sẽ được thực hiện một cách bất ngờ nói chung trong thời gian này cái mối quan hệ giữa người thân bạn bè cũng đã được cải thiện cả gia đình sẽ quây quần cùng nhau tận hưởng cái hạnh phúc hiện tại à, thêm nữa trong ngày hôm nay được cục diện tam hợp nó ghé thăm nó cũng sẽ giúp để cái công việc được thuận lợi may mắn hơn à, trong thời gian này quý vị sẽ gì đạt được những thành tích nhất định trong công việc mọi kế hoạch mọi mục tiêu của các bạn đều được gì thành công một cách xứng đáng và tìm được một cái hướng đi đúng đắn à, giúp cho mình có được những cái cơ hội để tăng tiến hơn trong tương lai. À, thêm nữa trong ngày hôm nay ấy, nói chung ấy nhờ được cục diện tam hợp vậy nên là nó sẽ giúp cho những người tuổi thìn cũng mở rộng được các mối quan hệ làm ăn kinh doanh từ đó sẽ tiếp xúc thêm được với nhiều người mở bạn mới tiếp xúc thêm với nhiều đối tượng khách hàng mới. Vì thế mà trong ngày hôm nay ấy, thì các bạn nên tích cực nên tích cực một chút đi ra ngoài giao lưu nhiều hơn. Đấy, mở rộng các mối quan hệ nhiều hơn và từ đó sẽ tìm kiếm cho mình những cái đối tượng khách hàng phù hợp, tìm kiếm cho mình những nhà cung cấp hợp lý và giúp cho mình có được những cái cơ may nhất định. Thêm nữa, trong ngày hôm nay thì quý nhân cũng sẽ xuất hiện với những người tuổi thìn. Khi mà gặp khó khăn trắc trở thì cũng sẽ được quý nhân tương trợ giúp đỡ, khiến cho công việc được hanh thông thuận lợi, tiền bạc tài lộc nó cũng ùn ùn kéo vào túi nhiều hơn. Vì thế, để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình, những người tuổi thìn cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân. Thân, tí, thìn để trợ mệnh hộ thân. Vòng này được các thầy khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 919 để thỉnh cái vòng tam học quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi thìn đó là con giáp may mắn thứ ba. Tiếp theo con giáp may mắn thứ tư trong ngày hôm nay không ai khác đó chính là những người tuổi dần. À, thưa quý vị, nói chung ấy, trong cái ngày hôm nay, ngày mùng 10 tháng 3 lịch ngày nhâm tý, thì những người tuổi dần được thực thần nó ghé thăm. Đấy. Nói chung ấy, thực thần cũng ghé thăm rất đúng cái thời điểm để những người tuổi dần có thời gian cho riêng mình. Nhờ đó mà các bạn, những người tuổi dần ấy, sẽ tập trung tối đa cho cái việc nâng cấp cái không gian sống, và trong ngày hôm nay thì cái sự thay đổi này cũng sẽ đem lại cho những người tuổi dần những cái cảm giác mới mẻ mà đôi khi chính các bạn cũng không thể ngờ tới. thêm nữa trong ngày hôm nay thực thần nó cũng mang lại cái lọc lá kinh doanh buôn bán làm ăn, à, cái lọc ăn uống mà ra cho quý vị nhiều cái cơ hội mới để tiếp xúc được với những người có quyền có thế và nâng cao cái năng lực của mình lên. vì thế để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho những người tuổi dần thì quý vị cũng cần phải gì tích cực ra ngoài năng nổ kết giao với những người bạn mới thêm nữa. Trong thời gian này cái mối quan hệ của bạn cũng sẽ trở nên tốt đẹp hơn khi mà gì? Các bạn được đối xử hòa nhã, vui vẻ đấy. Nhưng cái điều này đôi khi thì cũng khiến cho các bạn phải phiền lòng phải bận tâm. Quý vị cứ nhớ rằng mình không có nhiệm vụ phải hài lòng bất cứ ai xung quanh mình cả. Lúc này là cái thời điểm lý tưởng để quý vị đưa ra những quyết định quan trọng liên quan đến chuyện tiền bạc. Quý vị hãy lắng nghe lời khuyên của những người thân cận chỉ có họ mới chỉ cho các bạn một con đường tốt mà đi mà thôi vì vậy để gia tăng cái may mắn tài lộc cho mình những người tuổi dần cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tăng hợp quý nhân dần ngọ tuất để trợ mệnh hộ thân vòng đã được các thầy khai quang trì chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tăng hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi dần đó là con giáp may mắn thứ tư tiếp theo con giáp may mắn thứ năm trong ngày hôm nay không ai khác đó chính là những người tuổi tỵ à, thưa quý vị trong ngày hôm mùng 10 tháng 3 lịch ngày nhâm tý này thì những người tuổi tỵ được cục diện là thiên tài nó ghé thăm à, thiên tài nó cũng chỉ ra rằng những người tuổi tỵ sẽ gì thể hiện cái năng lực của mình trong cái việc kiếm tiền và làm giàu trong ngày hôm nay thì các bạn sẽ cố gắng hoàn thành cái vai trò của mình bằng cái trái tim nhiệt thành và nhiệt huyết nhờ vậy mà cái thành tiệu của các bạn cũng vượt xa ngoài cái chuyện mong đợi bên cạnh đó à, lại thiên tài nó cũng sẽ giúp cho các mối quan hệ của những người tuổi tỵ cũng như là cái, cái 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 cơ hội kiếm tiền và làm giàu nó được mở rộng hơn dù trong tình hình kinh tế nó khó khăn như hiện tại nhưng mà những người tuổi tỵ vẫn có được những cái bước đi đúng đắn đấy giúp cho cái túi tiền của mình nó ngày càng được gia tăng nhưng mà hơi tiếc một chút đấy, đỏ bạc thì đen tình À, cái chuyện tình cảm của những người tuổi tỵ thì bị cục diện là thủy hòa nó xung khắc nó báo về những cái mâu thuẫn để những cái căng thẳng nổ ra trong gia đình anh em có thể bất hòa vì cái chuyện tiền bạc không phân minh rõ ràng bạn bè thì trong thời gian này cũng nên tránh cho mượn tiền kéo lại mất thời mất tiền oan đó với những ai mà đang mải miết tìm kiếm cái hạnh phúc cho mình ấy, thì quý vị cũng nên nhớ rằng à, không ai có thể đảm bảo cho cái niềm vui của các bạn cả tốt hơn hết các bạn hãy tìm ra cái cuộc sống của mình rồi sẽ có người phù hợp xuất hiện đúng thời điểm với các bạn trong thời gian này đó vì thế để gia tăng thêm cái may mắn cho mình ấy, những người tuổi tỵ hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tâm hợp quý nhân tỵ rộng xíu để trợ may hộ thân vòng đã được các thầy khai quang trì chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tâm hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc cho mình Tiếp theo con giáp may mắn thứ sáu trong ngày hôm nay không ai khác đó chính là những người tuổi hợi. À, thưa quý vị, nói chung với trong ngày hôm nay những người tuổi hợi được cục diện là hợi tí xỉu là tam hội tương trợ giúp đỡ. Vậy nên tam hội nó ghé thăm nó có hứa hẹn những người tuổi hợi sẽ tìm được các đối tác để làm ăn hoặc là một người để các bạn có thể xây dựng những cái mối quan hệ tốt đẹp. Và sắp tới những người tuổi hợi sẽ gặp được một cái người giúp đỡ các bạn vượt qua khó khăn ở trong thời gian hiện tại, đưa ra những lời khuyên và định hướng hợp lý cho các bạn trên con đường sắp tối bên cạnh đó trong thời gian này cũng được xuất hiện của tỷ kiên thì tỷ kiên nó cũng sẽ giúp cho tâm trạng của những người tuổi tuổi hợi nhạy bén hơn chỉn chu hơn cẩn thận hơn vì vậy trong thời gian này quý vị sẽ làm rất tốt mọi việc Đấy, à, mọi việc sẽ trở nên chỉn chu hơn và cái kết quả nó đem lại cũng khá là khả quan khiến cho cấp trên cũng phải nhìn bạn bằng một con mắt khác và với những thành tích như vậy thì cái chuyện tăng thưởng tăng lương cũng chỉ là chuyện nhỏ mà thôi À, trong thời gian này nếu các bạn cứ khăng khăng bảo vệ ý kiến của mình trong một số cái tình huống nào đó, nhất là những chuyện về tiền bạc thì quý vị nên dành thời gian để mà phân tích riêng cho mình. Một số thông tin của người khác cũng gì có thể dùng để tham tham khảo. Quý vị cũng đừng quá mà nặng nề về cái chuyện đúng sai trong thời gian này. Đó. À, thêm nữa, cái chuyện tình cảm thì cũng được hai hành thủy nó tương hòa, nó cũng sẽ giúp cho các cặp đôi cũng như là gì À, những người đang yêu nhau ấy thì cũng sẽ có được một cuộc sống hòa thuận hạnh phúc bên những người mình thương yêu nhất. Vậy nên để gia tăng thêm cái may mắn cho mình, những người tuổi Hợi hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ vận hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị có liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi tuổi Hợi đó là con giáp may mắn thứ sáu. À thưa quý vị, như vậy là tử thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp may mắn nhất trong ngày hôm nay. Đó. Ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch năm 2024. Và trong ngày hôm nay chúng ta sẽ có 6 con giáp được thần tài ghé thăm. Đó là những tuổi sau. 1 là tuổi Sửu, 2 tuổi Thân, 3 tuổi thìn 4 tuổi Dần, 5 tuổi Tỵ và 6 là những người tuổi Hợi. Đó là 6 con giáp được thần tài chiếu mệnh, thần may mắn gọi tên. À, rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. À, xin cảm ơn.